phá thai và quả báo hiện đời. Ở một phòng khiêu vũ, tôi gặp một cô. Cô đó là nhân vật chính trong câu chuyện này. Sau khi tôi và cô gái ấy hẹn hò một thời gian, cô có thai và cô quyết định phá thai ngay lập tức. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy phá thai không đúng và tôi đã lên tiếng chống đối. Tuy nhiên, cô bạn tôi vẫn giữ vững lập trường. Cuối cùng, tôi phải nhượng bộ và cùng đi với cô đến một bệnh viện. Chỉ trong nửa giờ, một sinh mạng bị hủy diệt. Trong lúc chờ ở phòng đợi, tôi cảm thấy như dao đâm vào và đau đớn vô cùng. Tôi cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi kinh khủng về sinh mạng bị đánh mất này. Việc này xảy ra vào tháng 4 năm 1989. Tôi không thể tin là một sinh viên mới chưa tới 20 tuổi, tôi đã mang một việc thiếu suy nghĩ, là mang một mạng sống vào đời rồi ngu si dẹp bỏ quyền sống này. Vào đêm thứ 6 sau ngày phá thai, tôi mơ thấy một bé trai. Nó nhìn tôi hau háu, trong tay cầm một con dao. Thình lình, nó thọc dao vào cổ tôi, để lại một vết cắt rất sâu. Trong giấc mơ, tôi lấy tay che cổ và tôi thức dậy trong cái đau. Trong thâm tâm, tôi hiểu đó là đứa bé bị phá thai đã đến để trả thù. Từ đêm hôm đó trở đi, tôi thường thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng vì đau bụng và sức khỏe của tôi bắt đầu giảm sút. Tôi càng ngày càng nóng nảy đến độ nhiều lần tôi muốn đánh bạn gái tôi. Vào lúc đó, tôi không hiểu tại sao thân tâm tôi lại thay đổi như thế. Cho đến khi tôi quy y với Hòa Thượng Tuyên Hóa, tôi mới ý thức việc phá thai là kinh khủng như thế nào. Tôi cố gắng hết sức để sám hối, cải thiện, lạy Phật, tụng kinh, chú và tu tập nhiều loại công đức. Tôi chỉ mong là đứa bé sẽ tha thứ cho tôi. Sự trả quả báo của tôi đã đến 10 năm trước đây. Tôi bị chẩn đoán có bệnh ung thư. Các bác sĩ tìm thấy một mầm ung thư ác tính dài 4 phân tay ở cổ tôi, chỗ mà đứa bé gây thương tích cho tôi trong giấc mơ. Mặc dù sau khi phẫu thuật, tôi có vẻ được chữa lành, tôi tiếp tục tu hành cần mẫn và hồi hướng công đức cho đứa bé. Hy vọng tôi có thể chuộc lỗi lầm to lớn của tôi. Vào lúc phá thai, chúng tôi đều còn trẻ và khờ khạo. Có lẽ chúng tôi sẽ không làm những lầm lỡ như thế nếu nhà trường có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. Thực ra, trong đời sống đôi bạn, không quan trọng là người nam hay người nữ biết hành xử theo lễ giáo. Chỉ khi nào một trong hai người quyết giữ gìn sự trong trắng của mình thì lỗi lầm sẽ không xảy ra. Lời bình. Từ tháng 9 năm 2017, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp hạng, Việt Nam ở vị trí thứ 3 sau Trung Quốc và Nga trong những nước có số ca phá thai cao nhất toàn cầu. Theo kênh Dân sinh, cơ quan của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tại Việt Nam, theo thống kê của Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em của Bộ Y tế, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300 đến 400 ngàn ca phá thai ở độ tuổi 15 đến 19 được báo cáo chính thức. Trong đó,
60 đến 70% là học sinh, sinh viên. Theo số liệu ghi nhận tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi năm có khoảng 900 ca trẻ vị thành niên tới bệnh viện để nạo phá thai. Có những em đã phải trở thành bà mẹ bất đắc dĩ khi mới 10 tuổi. Và có những em 15 tuổi đã nạo phá thai 2 lần. Qua câu chuyện, các bạn có thấy rõ được nguyên nhân sâu xa nhất của hành động phá thai này là gì không? Không phải vì kinh tế, không phải vì lòng non dạ trẻ, mà chính là do sự sa sút về nhân cách và đạo đức trong suy nghĩ và lối sống của các bạn nam thanh nữ tú. Đặc biệt là sự sa sút trong lễ giáo phẩm hạnh của người nữ thời nay đã không được chính họ xem trọng nữa. Đó là kết quả tất yếu của một nhận thức hệ lệch lạc bị tây hóa theo xu hướng vật dục. Một mạng sống được tạo ra nhanh chóng bằng việc quen nhau và yêu nhau trong một phòng khiêu vũ. Và rồi cũng chính mạng sống ấy đã bị tước đoạt một cách vội vã không chút suy nghĩ. Cái ác nó đến từ nơi ác, gặp những người ác và làm những việc ác. Chốn vũ trường chứa đựng những năng lượng tối tăm ác nghiệp. Ở đó tập hợp phần lớn những con người mang năng lượng tiêu cực xấu ác và vì thế dễ bị dẫn dụ vào con đường ác. Muốn chấm dứt việc ác thì trước tiên phải chấm dứt lai vãng đến những nơi ác và kết thúc mối quan hệ với những con người ác. Khi phá bỏ đứa con trong bụng mình, bạn chính là đang lấy quyền của một người đang có khả năng bảo hộ một sinh linh bé bỏng và viện ra tất cả các lý do để từ bỏ đứa con đó. Cho dù lý do là gì, thì điều đó cũng chứng tỏ rằng bạn quá yếu đuối để che giấu tội lỗi và sự nhẫn tâm của mình khi phá thai. Và rồi sau hành động đó, sớm hay muộn, thì tâm tư bạn sẽ bất an, nhiễu loạn, lo sợ và ám ảnh suốt cả cuộc đời mình. Bạn chưa bao giờ có khả năng lựa chọn ai là người sẽ đến trong bụng bạn. Tại sao bạn lại có quyền kết thúc mạng sống của họ khi họ đang được nhận sự bảo bọc và che chở của bạn? Bạn bỏ nó rồi tìm một lý do để viện cớ một cách vô minh rằng nó không đủ phước làm người. Nếu nó không đủ phước, nó sẽ tự mất, chứ không cần bạn phá bỏ. Động cơ bạn bỏ nó không phải vì biết nó không thể sống, mà vì bạn biết mình không đủ can đảm chấp nhận nó. Hổ còn không ăn thịt con, sao người lại giết chính con của mình? Nhân quả ba đời, hiện báo, hậu báo và lai báo. Không có quả báo hiện đời sẽ dẫn đến nhận định sai lầm là không có nhân quả, không cần sám hối sửa sai, dẫn đến việc thành thục trong việc làm ác hoặc cực ác, đưa đến quả thống khổ không có ngày ra khỏi trong ba đường ác. Ở đây nhân vật nam thoạt nhìn thì thật bất hạnh, nhưng chính nhờ quả báo hiện thời mà anh ta đã có chánh kiến về nhân quả, lập tức sám hối lỗi lầm và tự độ thoát cả đứa con của mình. Một trong những cách hữu hiệu nhất để chuyển hóa từ tà kiến sang chánh kiến là quả báo hiện đời. Đó là cơ hội để sửa sai lại chính mình trong một kiếp người. Và điều đặc biệt, với chánh kiến nhân quả sâu sắc, chắc chắn người đó sẽ trở thành người tốt. Trên con đường tu tập, nếu bạn tinh tấn dụng công thì sẽ được rất nhiều báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng biểu hiện. Đó là dấu hiệu tích cực để bạn có cơ hội thức tỉnh
và thay đổi chính mình để trải nghiệm ngay trong kiếp sống hiện tại. Đức Dalai Lama đã khẳng định, Phật giáo quan niệm rằng ý thức xâm nhập vào sinh vật ngay từ phút giây đầu tiên của sự thụ thai. Bởi lẽ đó mà phôi bào vẫn được coi như là một sinh vật. Cho nên chúng tôi xem hành động phá thai cũng giống như việc cướp đi sự sống của một con người. Theo luật tạng của Phật giáo, một hành vi được xem là sát sanh phải hội đủ 5 điều kiện sau. Thứ nhất, đối tượng bị giết là một chúng sanh. Thứ hai, người giết biết rõ rằng đó là một chúng sanh. Thứ ba, người giết có ý muốn giết chúng sanh đó. Thứ tư, tìm cách để giết chúng sanh đó. Thứ năm, và chúng sanh đó bị giết chết. Và như vậy, việc phá thai hoàn toàn hội đủ 5 điều kiện để được xem là sát sanh. Ngoài ra, quả báo sát sanh phá thai được Phật dạy rằng trong kinh Tạp A Hàm, bài kinh 512 đọa thai. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại thành Phương Xá, cho đến giữa đường thấy một chúng sanh thân to lớn không da, giống như một đống thịt đi giữa hư không. Phật bảo các tỳ kheo, chúng sanh này thời quá khứ ở tại thành Vương Xá này tự phá thai, vì tội này nên đọa vào địa ngục, trải qua 100.000 năm, chịu vô lượng khổ. Vì dư báo này nên vị ấy phải chịu cái thân như vậy, tiếp tục chịu đau khổ. Vậy thì sự não phá thai sẽ dẫn đến một nghiệp báo vô cùng nặng nề sau khi kết thúc mạng sống ở cõi này. Và trong tiểu bộ kinh phần 9, bài kinh tiền thân Samkhya, Đức Phật đã miêu tả cảnh địa ngục là nơi đọa lạc của những ai từ bỏ đứa con của mình. Vượt qua ngục thất khu ra đà, từ ngục tối tăm khó vượt qua, những kẻ phá thai sao thoát được dòng sông khủng khiếp Vetara. Cây vải có gai sắc thật dài, chừng vài ba tấc miệng người đời, tương truyền trên cả đôi bờ ấy lơ lửng giường đen tối của ngài. Nếu ai đang có ý định bỏ giọt máu hồng trong bụng mình thì hãy tĩnh tâm lắng nghe những lời cầu xin tha thiết được sống từ những sự sống trong phôi thai. Lá thư đứa con vô tội chưa kịp chào đời kính gửi mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ không thương con? Con chính là giọt máu hồng của mẹ. Con chính là kết quả ngọt ngào của tình yêu trong mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ nỡ chưa kịp nhìn thấy hình hài con thì mẹ đã ruồng bỏ con? Con có tội tình gì khi con vẫn chưa kịp cất tiếng khóc và có được giây phút thiêng liêng nhìn thấy mặt mẹ một lần? Con chính là hơi thở trong mẹ. Nhịp đập con tim của mẹ chưa bao giờ không phải là của con. Và ngược lại, nhịp đập con tim con chưa bao giờ khác mẹ. Những vui buồn, ngọt ngào trong cảm xúc của mẹ chưa bao giờ con không cảm nhận được. Khi mẹ vui, con cũng hạnh phúc hơn. Khi mẹ buồn, con cũng không thể thở được. Cớ sao mẹ lại không chỉ một lần suy nghĩ đến giọt máu này đang âm thầm bên mẹ như hình với bóng? Vậy cớ sao mẹ lại vô tâm cướp đi mạng sống của con khi con còn đang bên mẹ? Đã bao kiếp trải qua, con mới được tượng hình như hôm nay. Mẹ có biết được đầu thai kiếp người này, con đã tạo dựng bao nhiêu phước đức? Vậy mà mẹ nỡ lòng nào chỉ nghĩ đến cho mình mà không một mảy may nào nhớ đến con.
mà cướp đi cơ hội ngàn năm mới được kiếp người này của con. Con rất yêu mẹ, con mong chờ từng giây từng phút để được mẹ ẵm bồng trên tay. Vậy mà giây phút đó không bao giờ xảy ra. Cơ hội được làm người của con đã bị tước đi vì sự ích kỷ của mẹ. Ước ao của con là được trở thành một con người trọn vẹn hình hài. Nhưng sau này nhìn lại, thân thể bé bỏng của con đã không còn được lành lặn từ trong phôi thai. Xin mẹ, hãy cho con được một lần làm người. Nhìn mẹ cười và gọi hai tiếng, mẹ ơi.